hướng đến mục tiêu 100% hộ gia đình chính sách của thành phố Đà Nẵng đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú, không còn hộ nghèo là người có công với cách mạng. Trong những năm qua, Đà Nẵng đã có hàng loạt các chính sách cùng với nguồn lực huy động từ phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao đời sống đối tượng gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng sửa chữa nhà ở cho người có công cách mạng, từ năm 2013, thành phố Đà Nẵng đã có những cách làm hiệu quả. Đến năm 2019, khi Trung ương không còn hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, thì ngân sách thành phố cùng quỹ đền ơn đáp nghĩa đã chi trên 54 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa xây mới 1.569 căn nhà. Riêng trong năm 2020, đã sửa chữa xây mới cho 858 căn nhà cho gia đình chính sách với tổng kinh phí 27 tỷ đồng. Mỗi mái nhà tình nghĩa được sửa chữa xây cất thể hiện tấm lòng tri ân đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của những gia đình thương binh, liệt sĩ cho nền hòa bình, độc lập hôm nay. Nhờ chính phủ phường hỗ trợ dẫn thu 20 triệu, tôi làm được mới làm cái cửa nó không hư luôn. Nó mới làm lại cửa, đáng lại là phòng lợp của nhà hàng. Hỗ trợ cho tôi thì tôi mừng dễ dàng. Nhận được một cái khoản hỗ trợ của cấp trên, thành phố, phường, ban thương binh xã hội là cho mình một cái khoản tiền dù lớn hay ít nhưng mà rất mừng, quan tâm đến cái công tác của gia đình. Nhằm góp phần hỗ trợ cho các gia đình còn khó khăn, thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ với mức 1 triệu đồng một tháng cho hộ nghèo theo chuẩn của thành phố, có đối tượng là người có công và thân nhân người có công. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố tặng quà cho đối tượng gia đình chính sách. Trung bình mỗi năm, chi gần 30 tỷ đồng tặng quà cho gần 50.000 lượt người. Công tác chăm lo, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng cũng được thành phố chú trọng. Hiện 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh binh nặng trên địa bàn thành phố đều có nhà ở ổn định. Theo cái tiêu chí của cái quyết định 22 thì thành phố Đà Nẵng không còn. Nhưng mà vấn đề của nó là vấn đề bây giờ người ta muốn cải thiện cái chỗ ở. Sử dụng cái công năng ngôi nhà trước đây câu nó còn nhỏ, diện tích nó hẹp. Bây giờ câu cái nó trưởng thành, thậm chí nó lập gia đình mà không có điều kiện ra ở riêng được. Thì cần phải cải tạo là cái ngôi nhà, sửa chữa là ngôi nhà hoặc xây mới là cái ngôi nhà để cải thiện cái đời sống, cải thiện cái nơi ăn ở của gia đình chính sách. Mà cái đó quan điểm của thành phố là hết sức ủng hộ. Toàn bộ nhà xây mới là thành phố đảm nhiệm 100%. Cứ mỗi nhà như vậy là 60 triệu. Đối với các quận huyện mà có số lượng nhà sửa chữa lớn ấy, thì hỗ trợ từ 30 đến 50% từ ngân sách. Còn lại thì ngân sách quận huyện cùng như vận động sự vô cục của các cái hậu đoàn thể, của các cái doanh nghiệp, của các cái lực lượng vũ trang. Để tưởng nhớ công ơn của thế hệ cha anh đi trước, đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, Hội Cựu chiến binh thành phố cũng đã thường xuyên phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, thắp nến tri ân, hướng về cội nguồn. Công tác về tuyên truyền đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ, thì qua những cái hoạt động phối hợp như vậy, thì các bạn đoàn viên thanh niên của thành phố được biết và hiểu rõ hơn về cái quá khứ hào hùng của dân tộc ta và đặc biệt là sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh đi trước để giữ gìn nền độc lập, tự do và hòa bình của Tổ quốc như ngày hôm nay. Chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng xác định vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, vừa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố, công tác này sẽ được các cấp, các ngành và toàn dân quan tâm, thực hiện chu đáo và hiệu quả hơn nữa trong thời gian đến.